Thì xin chào các bạn. Thì bữa nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cách mà mình làm ra một cái video của audio. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ truy cập trên trang web chữ Trung, truy cập tới trang web chữ Trung và dịch sang tiếng Việt. Sau đó mình đã dịch được một cái video và mình truy cập vào một cái tool tool chuyển đổi text to speech. Thì ở đây thì nó translate một lần là 1 triệu ký tự và nó không có giới hạn, không có giới hạn ngày hiệu như các bạn. Thì nó có chỉnh độ bit âm giọng, chỉnh thời gian dừng, có nghĩa là thời gian mỗi lần xuống giọng đó. Và các bạn chỉ cần nhập cái số đó, nhập cái captcha này vào và các bạn nhấn gửi yêu cầu thì nó sẽ chạy nha các bạn. Thì cái này thì các bạn cố gắng đợi một tí thì nó sẽ hoàn thành nha. Nè các bạn, thì sau khi mà mình chạy khoảng khoảng 2 3 phút gì đó, 3 phút, khoảng 3 phút thì mình đã translate ra được khoảng 337.000 chữ. À, thì từ cái này thì mình sẽ download từng cái file về, sau đó mình sử dụng CapCut, mình import tất cả các file MP4 vào. Thì sau khi import vào các bạn sẽ sẽ import lại, mình sẽ import tất cả các file này, sau đó các bạn chọn sort theo time create, sau đó cộng vô thì các bạn không cần phải chỉnh gì lại hết thì tự nó sẽ sắp xếp theo cái time create này luôn. Thì sau khi mình import cái audio vô thì mình còn phải có một cái thumbnail kiểu như đang là tập bao nhiêu đúng không, nhưng mà mình sẽ chọn kiểu là 96 96 cho cái màn hình này nhỏ lại, khi mà mình export dữ liệu đó, thì nó sẽ chiếm dụng độ hơn. Thiết kế thì mình sẽ truy cập vào Canva, thì mình thường mình sẽ truy cập vào trong đây để mình thiết kế design các banner cho nó. Đây ví dụ như là mình tạo một cái banner như thế này, sau đó mình sẽ import vô, rồi mình sẽ chụp lại. Các bạn sử dụng laptop sẽ sử dụng thao phím Windows Shift S. Rồi save, save vào download của mình. Sau đó mình truy cập vào CapCut và tiến hành import cái ảnh này vào. Đó. Thì nó nhỏ quá thì mình sẽ cho cộng bự lên, xong rồi cho thu nhỏ lại, kéo cho tới hết cái video. Sau đó mình sẽ mở rộng lên để tránh cái tình trạng mà kiểu như nó kéo không hết á. Sau đó mình sẽ tới cái ảnh và cắt bớt đi, sau đó sẽ export. Thì ở đây có chế độ, tại vì mình ở theo kiểu là audio nên chỉ chọn 480 thôi, chủ yếu là audio thôi. Thì bây giờ nó là 547 MB, nó sẽ ép vào khoảng 1 tiếng 4 phút. Nếu như chọn là 1080 thì nó sẽ là 1,91 GB, khá là nặng, máy mình cũng yếu nên không có xài được cái này. Thì các bạn tiến hành ép vào, export ra, sau đó chờ đợi và tải lên YouTube thôi. Thì các bạn nào mà muốn xài thử cái mà translate lần 1 triệu từ đó, có thể nhắn mình có thể hướng dẫn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.